Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Lâm Anh, sinh năm 1976, trú ấp Phú Lợi, xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9 năm 2020, tại thửa đất thuê để trồng bắp ở ấp Phú Quý, xã Phú An, huyện Phú Tân, do sợ chuột cắn phá hoa màu nên Nguyễn Thanh Lâm An dùng bình ắc quy loại 12V kết nối cục biến điện và dây kim loại giăng quanh thửa đất để diệt chuột rồi ngồi tại chỗ trông coi. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Hồ Lê Trung, chủ thửa đất liền kề với thửa ruộng trồng bắp của Lâm Anh, vô tình đi vào khu vực đang đặt bẫy, chân vướng vào dây chì khiến điện giật té ngã. Khoảng 15 phút sau, vợ ông Trung không thấy ông về nên đi tìm thì phát hiện ông Trung nằm bất động trên mặt đất. Bà liền thông báo cho mọi người đến hỗ trợ, đưa ông Trung đến trung tâm y tế huyện Phú Tân cấp cứu. Tuy nhiên, ông đã tử vong trước đó. Đến 20 giờ cùng ngày, Nguyễn Thanh Lâm Anh đã đến công an địa phương khai nhận về hành vi vi phạm của mình.